Dạ vâng, cảm ơn cô Lê Hằng. Thì như chúng ta có nói chuyện về kỳ trước về trường Việt ngữ ô cơ và cái lý do làm sao trường Việt ngữ ô cơ có thêm một chương trình mới là trung tâm văn hóa ô cơ. Tại vì khi các em bắt đầu mà học tiếng Việt, mấy em thông thạo tiếng Việt rồi, thì khi cái tuổi nó teenager, tuổi lớn lên, tuổi thanh thiếu niên, thì các em cảm thấy nó lạc lõng hoặc là đi qua một con đường khác. Thì đây là một cái cơ hội để các em trở lại, trở về nguồn lại một lần nữa. Các em gặp gỡ lẫn nhau và cảm ơn anh Danny Nguyễn đã cố gắng để mà gây dựng một cái đội ngũ phải nói là rất là interesting như thế này, tại vì các em có gần 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 gũi lẫn nhau và được chia sẻ cũng như về vấn đề văn nghệ rất là phong phú. Thì hy vọng là chương trình đêm giao thừa thì chắc chắn quý vị khán giả cũng như đang theo dõi chương trình hôm nay sẽ cố gắng đến dành ít chút thời giờ để mà đến ủng hộ các em, thì chắc chắn cái đó vấn đề đó là chắc chắn là mọi người cũng mong muốn như vậy. Và chúng tôi sẽ trở lại vào phần chót, quý vị đừng rời máy. Having your baby vaccinated at birth could save his life. Could save her life. Would you do it? Would you do it? 1 in 10 Asians has chronic hepatitis B. It's the leading cause of liver cancer. But you can protect your children by getting them vaccinated at birth. Just 3 simple shots could save his life. Just 3 simple shots can save her life. To learn more, visit hepbmoms.org. I really want to show you something. 1, 2, 3, go! L-O-V-E. It's a mystery. All is love. Is love. Did you play today? For great play ideas, visit www.smallstep.gov. Years ago, when my Aunt Joan suffered a stroke, it was devastating for all of us. And although it didn't take her life, it took something so much more important to her. It took her independence. I don't ever want another family to have to go through that. The thing is, with what we can do today, a stroke doesn't have to happen. 80% of strokes can be prevented when the risk is detected early and then treated by a doctor. That's why many doctors recommend Lifeline screening. We use sonograms to look inside your arteries because that's where the plaque that causes most strokes builds up. You usually can't see it or feel it, and a routine physical won't usually check for it. To schedule a Lifeline screening near you, call 800-324-0494. We screen the carotid arteries, the abdominal aorta, and the peripheral arteries. It's easy, completely painless, and every screening is reviewed by a board-certified physician. Lifeline screening offers packages of tests for $139. Call 800-324-0494. If a screening could prevent a stroke, why wouldn't you do it? These days, carrying a mortgage can overwhelm even the strongest person. But there is a way to help ease your burden, especially if you're facing foreclosure. One option may be advice from a certified foreclosure prevention specialist. It's absolutely free. Learn more about the alternatives to foreclosure. Log on to www.makinghomeaffordable.gov. Because foreclosure is not a foregone conclusion. Mới được trở lại với chương trình Việt Nam Channel với Trung tâm Văn hóa Âu Cơ. Chúng tôi vừa mới cho quý vị đến và gặp gỡ các em tại trường Việt ngữ Âu Cơ, Trung tâm Văn hóa Âu Cơ. Thì hy vọng rằng chương trình kỳ tới chúng ta sẽ lại gặp những khuôn mặt mới của các em. Dạ vâng, thì bây giờ thì cái chương trình Tình Xuân và Quê Hương thì sẽ tổ chức vào đêm 30 Tết, đó là bước qua một năm mới. Thì chúng ta luôn luôn hướng về cái tương lai. Và tương lai của chúng ta là gì? Là những tuổi trẻ ở Việt Nam, ở hải ngoại. Và bây giờ thì mời cô Lệ Hằng có đôi lời cùng quý vị khán giả về cái buổi văn nghệ này. Dạ, Hằng xin nói về buổi văn nghệ này là thực ra thì buổi văn nghệ này bán vé rất là giá cả rất là tượng trưng, và vì muốn khuyến khích cho gia đình và các em trẻ được được đi xem, vé thì 10 đô một vé thôi cho các em nhỏ, còn người lớn thì là 20 đô. Ngoài ra thì tiền của buổi trình diễn này là để dành dụm để mua những dụng cụ giống như là âm nhạc cụ, những thiết bị